Ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 cho biết, tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 8, số dư quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.427 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã được chuyển vào quỹ vaccine phòng COVID-19 do 498.814 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp. Ban quản lý quỹ hàng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị tổ chức cá nhân đã ủng hộ trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Theo Bộ Tài chính, để tiêm được vaccine phòng COVID-19 cho 75 triệu dân, nguồn lực cần khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách đã chuẩn bị được hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng.